Xin chào các bạn. Hello. Hôm nay là ngày off của mình. Thì mình đi vô trong cái trường gần chỗ nhà mình đó. Thì chút nữa mình sẽ dắt các bạn đi vòng vòng để tham quan trường. Giờ thì ngồi chơi chút xíu. Trường này á, nó không phải là trường đại học mà nó là gọi giống như là học viện á. Càng học cao á thì kiểu như là càng khó tìm việc á. Mà khi mà mình học những cái gì mà nó thực tế nhiều, kỹ năng nhiều á, thì cái khả năng tìm việc của mình sẽ cao hơn. Nhưng mà bù lại á, thì những cái ngành học mà giống như là học nghề á, thì xin visa rất là khó luôn á, rất là khó luôn á. Hầu như là bị đánh rớt luôn á. Nếu mà xin từ Việt Nam đi á, mình dọn đi thành phố khác ở rồi, mình dọn lên đây cũng được 2 tháng rồi. Mình đang ở Tauranga. Tauranga. Cái thành phố này thì nó lớn, kiểu như mới lên đó thì mình thấy hơi bị buồn, nó bị buồn. Kiểu như là mình ở thành phố nhỏ lâu lâu quá rồi, mình ở Thao Bô, thành phố nhỏ nhỏ và nó kiểu như dễ sống đó. Dân ít rồi, kiểu như bình yên rồi này nọ. Nhưng mà khi lên đây á, thành phố này thành phố lớn và xe cộ này nọ đông đúc. Có những cái tốt cũng có những cái xấu thì mình sẽ nói chung là mình cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà mình vẫn không có không biết nữa, nhưng mà mình cảm thấy là mình không thích ở thành phố này. Đầu tiên á, là mình nói những cái tốt trước đi ha. Cái tốt đầu tiên á, là thành phố lớn, cơ hội nhiều. Cái lương mình được trả ở đây á, cũng cao hơn là cái công việc cũ. Nhưng mà bù lại á, thì mỗi ngày mình phải đi làm khá là xa. Cái tốt thứ hai mình thấy ở đây là cái việc mà ăn uống, thức ăn này nọ thì khá là phong phú. Tại nên nó chắc có thể là nó là thành phố biển á, nên là hàng hóa đồ này nọ nhập vô đây vô cảng mà đúng không? Rồi hải sản ở đây có bệnh viện lớn, rồi có những cái phòng mạch này nọ khá là nhiều, nhưng mà không giống như mà trước mình ở dưới kia. Thì nếu như mà có những cái bệnh nặng hay gì đó thì người ta phải chở mình từ ở thành phố nhỏ đi lên thành phố kế bên để đi bệnh viện lớn hơn. Mình không thích nó ở đây là vấn đề nhà ở đây thì cái chi phí nhà ở khá là cao và cái nhà ở đây khá là mắc lắm. Cái giá mà thuê nhà với lại mua nhà nó gần như là gấp đôi luôn đó. gần như gấp đôi ở Thao Bộ. Rồi tiền điện thì cũng như là giống nhau đi, nhưng mà tiền nước như ở dưới đó thì mình không phải trả tiền nước. Nhưng mà đối với những cái thành phố lớn á, thì ngoài tiền nhà, tiền điện ra, các bạn còn phải trả thêm tiền nước nữa. Là cái vấn đề đậu xe ở thành phố nhỏ, ở Thao Bô, hồi trước mình ở Thao Bô thì mình không bao giờ phải trả tiền đậu xe đó. Và nó có những cái chỗ đậu gọi là all day parking á, thì mình đậu nguyên ngày luôn, đậu xe nguyên ngày luôn. Còn những cái khu trung tâm, chỗ shopping mua sắm á, thì mình được đậu khoảng 30 phút hoặc là 60 phút thì mình dời xe đi, sau đó thì mình vẫn đậu tiếp. Chứ mình nó rất là nhiều chỗ đậu xe. Còn ở đây á, thành phố lớn mà không có chỗ đậu xe, mặc dù là chỗ đậu xe mình trả tiền luôn á, vẫn không tìm được chỗ để mà đậu xe. Khó tìm chỗ đậu xe vô cùng luôn. Khó tìm chỗ đậu xe vô cùng luôn á. Bữa nay mình sẽ để chút nữa mình sẽ dắt các bạn đi vòng vòng tham quan trường, xem cái học viện này như thế nào ha. Lũ á mà chưa có chín, quá trời luôn á. Vậy là chín chưa ta? Cái nhỏ xíu à, nhưng mà nó đỏ lòm, vậy là chắc không biết nữa, cứ ngắt rồi. Và những cái block khác nhau sẽ có những cái nhiệm vụ khác nhau và những cái ngành học sẽ được chia theo đó. Thì phía bên tay phải của mình á, là hồi nãy mình đi vào thì mình thấy các bạn nó đang học sửa chữa xe hơi và học sửa điện. Còn phía bên tay trái của mình á, thì là dạy về beauty, dạy về tóc nè,
về làm đẹp và có dạy làm thuốc ở trong đó nữa. Còn phía trước mặt của mình đó thì là cái block M, thì ở trong đó sẽ là những cái ngành nghiêng về nghệ thuật như là vẽ tranh nè, rồi thiết kế thời trang, với lại cái hình như là ở trong đó có phòng thu âm nữa. Chỗ này sẽ là canteen, và buổi trưa thì sẽ có rất là nhiều sinh viên ở đây, rất là đông luôn. Bây giờ thì còn sớm nên là mình chưa có thấy ai hết. Sẽ có những cái phòng thư giãn cho sinh viên, rồi ở trên thư viện bên kia thì có phòng ngủ cho sinh viên nữa. Trời, cây hồng luôn nè. Các bạn đã thích ăn trái hồng không ta? Còn đây là dàn nho, mà hình như là hết nho rồi, hình như là hết mùa nho rồi sao á. Và cây chuối, chuối ở đây mọc hơi bị nhiều luôn á. Gần nhà mình á, mình thấy cũng rất là nhiều chuối. Và bữa trước mình có hái lá chuối về để mình hấp xôi. Để bữa nào hái lá chuối về mình gói bánh thử, chắc là thơm lắm á. Một cái dàn đậu, không biết là đậu này đậu gì nữa, mình chưa bao giờ thấy đậu này hết. Mà ở trong nó, khi mình tách ra thì có những cái hạt nhỏ nhỏ ở trong. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye!